Ta xem nội thất này. Đi càng đẹp nữa. Ủ loa đẹp long lay. Ủ loa là cái tuyến loa, màng loa, gân loa. Đây là hàng tuyển chọn mới được này anh em nhá. Chắc là đôi cuối cùng còn lại trong năm 2021 này của cửa hàng. Ủa này. Đó. Con này sinh năm 10 tháng 3 năm 7 năm 86 bầu. Đó. Cụ đẹp hết. Phân tần này. Tần trên phân tần có chữ bâu ở cái tụ, một bóng đèn, một cuộn dây, một cái con chở bên này vậy. Đây, đây này, đây tụ nó nằm, tụ nó nằm thì anh em có thể nhìn thấy chữ bâu nó nằm ngang chữ đây. Này bông thủy tinh, có đời thì nó là bông xốp. Nếu mà cái tụ nó đứng lên không nhìn thấy chữ bầu thì nó là bông xốp. Anh em có thể cắm bằng rắc 6 ly ở bên này nhưng mà chẳng ai cắm đâu. Cắm tất là lẫy gài loa thôi. Con này cũng 86 đấy. Mùng 2 tháng 5 năm 86. Nó có cái mã này anh em nhé. Mã ở cổ loa, loa nào cũng có cái mã này. 109 109638. Đó. 109638. Chữ bầu, bầu y liền luôn trên cổ loa, cổ nam châm. Một trong những dòng loa lời được yêu thích nhất. Yêu thích nhất luôn, yêu thích hơn cả dòng loa JBL. JBL thì phải Control 5 nó mới nổi tiếng. Control 3, Control 1 thì thường người chơi lại lựa chọn cái dòng 101 này.